Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thế giới Crypto. Và ngày hôm nay, ngày 31 tháng 5, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở ba cái thẻ combo của dự án Hunter Combat để chúng ta nhận 5 triệu xu. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào mục min ở dưới này. Và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đi tìm cái thẻ đầu tiên. Thẻ đầu tiên thì có tên là App Center Knitting. Hiện tại thì mình đang tìm nó ở trang 1 các bạn nhé. Trang 1 này không có này. Bây giờ mình sẽ sang trang 2. Các bạn lưu ý là cái ngày hôm nay nó lại lặp lại một cái thẻ của hôm trước này. Bitdev team cái thẻ này hôm trước thì đã mở rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ mở tiếp một lần nữa nhé. Thẻ này thì của mình hết có 831 thôi này, 831 casu. Bây giờ mình sẽ nhấp vào mục nhận. Như vậy là mình đã mở được một chiếc thẻ đầu tiên. Bây giờ thì mình sẽ tìm tiếp một cái thẻ App Center Knitting. Các bạn lưu ý là ngày hôm nay thì lại có một cái thẻ mới ở đây nhé, VC Lab này. Đấy, các bạn có thể là nhấp vào đây nhận luôn cái thẻ này thì lợi nhuận mỗi giờ nó đang được che đi, thì bây giờ mình mở ra xem nó là lợi nhuận được bao nhiêu nhé. Lợi nhuận được 500 này, cái thẻ này cũng khá là ngon các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái thẻ thứ hai và thứ ba, đó là cái thẻ App Center Knitting và Web3 Academy. Cái thẻ Web3 này thì hôm trước mình vừa mở rồi, hôm nay nó lại lặp lại một lần nữa. Chúng ta sẽ tìm cái thẻ Web3 trước đi. Chúng ta vào mục thứ tư này. Đây các bạn nhé, cái thẻ này thì hôm nay hết tận 18 triệu xu à. 18 triệu xu chắc là mình không tham gia được rồi. Thẻ này tốn quá nhiều xu này. Vì hôm trước mình đã nâng nó lên cao rồi, bởi vì mình nghĩ là nó đã mở combo rồi thì nó sẽ ít khi nó lặp lại, nhưng mà hôm nay nó lại lặp lại một lần nữa thì chắc là hôm nay mình sẽ bỏ qua cái thẻ này thôi, mình chỉ mở được hai thẻ. Bây giờ mình sẽ tìm cái thẻ App Center Knitting nhé. Choáng luôn, cái thẻ App Center Knitting này thì mình đã nâng lên level 17 rồi, và nếu mà bây giờ mở cái thẻ này phải hết 60 triệu xu. Đây, cái thẻ này hết 60 triệu xu và lợi nhuận mỗi giờ chỉ được có hơn 3k thôi, chắc là thẻ này mình sẽ phải dừng lại. Ở ngày hôm nay mình sẽ phải dừng lại hai cái thẻ nhé. Đó thì các bạn lưu ý là khi các bạn mở thẻ ấy, thì cái thẻ này nó đang là cái thẻ ở trong cái combo 3 thẻ này. Đây là một cái thẻ là App Center Listing cộng với một chiếc thẻ nữa, Web3 Academy. Đây như các bạn nhớ, hai cái thẻ số 2 và số 3 này nó đều nằm ở cái trang số 4 này. Nếu như các bạn mở ra mà các bạn thấy ở trang số 4 thì các bạn có thể mở. Trường hợp mà các bạn đã nâng cái level của nó lên nhưng mà nâng ít ấy, ví dụ level 5 hay level 10 đấy, thì cái số xu của các bạn tốn ít thì các bạn có thể mở. Còn ngày hôm nay nếu mà mình mở hết cả hai thẻ này thì hết đâu đấy là nguyên cái thẻ này là 18 triệu xu cộng với cái thẻ kia 60 triệu là hết 78 triệu, thì mình không đủ khả năng để mở các bạn nhé. Nó sẽ tốn rất là nhiều xu của mình, 78 triệu xu, còn cái thẻ đầu tiên thì hết có 831 thôi. 831k xu thì nó không đáng là bao nhiêu. Tuy nhiên là nếu mà nâng nốt cái thẻ này lên thì ngày hôm nay mình sẽ tốn là 79 triệu xu. Lên cái combo thẻ ngày hôm nay mình sẽ bỏ qua. Cái số xu của mình đang có 480 triệu xu. Và các bạn cũng lưu ý là dự án này nó mới cập nhật lên một cái level 10 các bạn nhé. Bình thường level 9 này thì chỉ 100 triệu thôi là nó đã đạt level 9, bây giờ lên level 10 này nó sẽ yêu cầu là chúng ta phải đạt 1 tỷ cái đồng xu này mới lên được level 10. Cho nên là bây giờ mình lại phải chuyển sang là tích nhiều xu hơn. Đấy, mở combo, nếu mà trường hợp mở combo được 5 triệu xu mà nó tốn ít ý, thì mình sẽ sẵn sàng mở, nhưng nó tốn quá nhiều thì mình sẽ dừng lại. Bây giờ mình phải tích xu, bởi vì nếu mình mà nâng tiếp lên thì mình sẽ bị hết xu. Mục tiêu của mình bây giờ là sẽ phải lên level 10 các bạn nhé.
Buổi đêm hôm qua thì nó đã nâng cấp cái level 10 này lên, và nó lên là 1 tỷ cái đồng xu này thì các bạn mới đạt được level 10. Và hôm qua thì có mỗi một cái thông tin đấy thôi nên mình không lên video. Ngày hôm nay thì nhân tiện trong cái video này thì mình sẽ cập nhật luôn thông tin cho các bạn. Bây giờ thì mình cũng có thể là xem ở đây xem là cái top 1 tỷ đồng xu này có những ai rồi nhé. Bây giờ mình sẽ sang tiếp trang tiếp theo này. Đây là top những người đã có 1 tỷ xu này thì họ đã lên level 10. Hiện tại thì mới có 37 người các bạn nhé. Khi nào mình đạt 1 tỷ xu chắc mình phải là top 4-5 nghìn hoặc là top 10 nghìn gì đấy. Nó còn khá là lâu bởi vì bây giờ đào mỗi ngày được có mấy chục triệu thôi. Mà lên 1 tỷ xu thì còn tận 520 triệu nữa mới đủ 1 tỷ xu. Và các bạn lưu ý là khi các bạn nâng cấp những cái gói combo này, các bạn lên để lại xu nhé, chúng ta không nên nâng cấp hết. Bởi vì sau này thì mình cũng không chắc chắn là nó sẽ tính bằng lợi nhuận mỗi giờ. Mình vẫn phải giữ cái đồng xu này nhé. Các bạn sẽ chia 50-50, có nghĩa là vẫn nâng lợi nhuận mỗi giờ, vẫn giữ xu để đảm bảo làm sao mà khi dự án nó kết thúc và nó phát hành airdrop ấy, thì nó sẽ dựa trên cả hai cái này thì các bạn sẽ có nhiều cái điểm hơn. Tránh trường hợp là các bạn nâng hết xu lên thành lợi nhuận mỗi giờ thì sau này nhỡ nó chia airdrop nó tính theo cả hai cái này 50 cái này 50 ấy, thì các bạn lại bị thiệt vì xu các bạn đã nâng hết rồi. Đấy, cho nên là bây giờ chúng ta đào được xu thì chúng ta sẽ tiết kiệm xu. Bây giờ thì mình sẽ tổng kết lại ba cái thẻ trong ngày hôm nay nhé. Đây là một cái bạn mà đã mở được những ba cái thẻ này thì mình mượn ảnh của bạn đấy để mình chia sẻ cho các bạn. Đầu tiên là cái thẻ viết team này nằm ở trang thứ hai, nó là ở trang này các bạn nhé. Và tiếp theo là cái thẻ thứ hai, thứ ba này thì nó sẽ nằm ở trang số 4 này. Nếu bạn nào nâng cấp ở level thấp thì các bạn có thể nâng cấp được hết cả ba cái thẻ này lên. Còn ngày hôm nay thì mình không nâng cấp được bởi vì mình đã nâng nó lên quá cao rồi. Vì mình nghĩ là nó đã mở được thẻ của combo những ngày trước rồi thì không có lý do gì để nó lặp lại nhiều lần, nhưng mà đến ngày hôm nay thì mình thấy nó lại lặp lại thêm lần nữa. Và khi mình đã nâng cấp lên quá cao rồi thì mình sẽ không thể tham gia được cái chương trình combo này. Bạn nào chưa nâng thì các bạn có thể là nâng theo ba cái thẻ mẫu này nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.